Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Sau những ngày nắng nóng, dự báo đêm nay trở đi, các tỉnh miền Bắc sẽ bước vào một đợt mưa rào và dông diện rộng. Đợt mưa lần này sẽ kéo dài trong nhiều ngày, tập trung ở các tỉnh Trung Du và vùng núi phía Bắc, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 100mm mỗi ngày. Thời gian mưa lớn chủ yếu xuất hiện về chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại khu vực trũng thấp. Từ ngày mai, nhiệt độ ở Bắc Bộ sẽ giảm dần và không còn nắng nóng nữa, với mức nhiệt cao nhất trong ngày phổ biến từ 29 cho đến 32 độ. Với khu vực Trung Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh do chịu tác động của hình thế gây mưa ở phía Bắc nên về chiều tối và đêm cũng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ban ngày trời vẫn có nắng nhưng không quá nóng với nhiệt độ phổ biến từ 32 cho đến 34 độ. Các tỉnh còn lại trở vào đến Bình Thuận vẫn nắng nóng. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai tiếp tục chịu sự chi phối của gió mùa Tây Nam có xu hướng mạnh hơn. Tại Tây Nguyên, nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ dao động trong khoảng từ 29 cho đến 32 độ. Trong khi đó ở Nam Bộ, nhiệt độ là từ 30 cho đến 33 độ. Sau đó đến chiều tối mai, tăng mưa hơn. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to kèm theo dông sét và gió giật nên người dân vẫn cần hết sức cảnh giác. Trên biển, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, trong đêm nay và ngày mai vẫn thịnh hành gió Nam đến Tây Nam, hoạt động ở mức cấp 5. Nhưng lưu ý là từ chiều tối và đêm mai, mưa rào và dông sẽ gia tăng ở Bắc Biển Đông, khiến tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, cùng nguy cơ về lốc xoáy và gió giật. Trong khi đó, ở Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, từ ngày mai, gió Tây Nam cũng có xu hướng mạnh hơn, phổ biến ở mức cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Mưa rào và dông cũng gia tăng, nên tàu thuyền hoạt động trên vùng biển này cũng cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh đi kèm trong cơn dông.